Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Epson. Một chiếc vòi có thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn như thế này và được hoàn thiện từ chất liệu đồng thau mạ chrome chắc chắn sẽ giúp chân bếp của các bạn nổi bật hơn rất nhiều. Và hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm vòi rửa chén của Maloka với tên mã là K79C. Các bạn hãy cùng chị khám phá trong video ngày hôm nay để tìm hiểu những điểm thú vị của chiếc vòi này nhé. Vòi Maloka K79C là sản phẩm vòi bán thủ công được thiết kế hoàn thiện từ chất liệu đồng thau mạ chrome nên rất là sáng bóng nè, cực kỳ dễ lau chùi sau khi sử dụng cũng như là bền bỉ theo thời gian. Vòi được thiết kế hoàn thiện từ với thiết kế là ở trên là góc cạnh nè cũng như là những cái đường bo rất là nhẹ nhàng ở cái phần cổ vòi. Thân vòi thì được thiết kế rất là chắc chắn, đầm tay, không có lung lay trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì vòi cũng có khả năng là xoay ở góc 360 độ để các bạn có thể dễ dàng lấy nước ở nhiều tư thế khác nhau, cũng như là được trang bị hai đường nước nóng lạnh để các bạn có thể phù hợp sử dụng cho nhu cầu rửa chén cũng như là sơ chế thực phẩm hàng ngày. Vì được hoàn thiện từ chất liệu đồng thau mạ chrome nên là vòi có một cái cảm giác sờ rất là mát tay và thích tay luôn các bạn. Nên trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể dễ dàng cầm nắm vòi nè, xoay để lấy nước ở nhiều tư thế khác nhau, hoặc là các bạn cũng có thể dễ dàng vệ sinh vòi sau khi sử dụng nữa. Với thiết kế cái phần thân trên đó thì nó sẽ được làm theo dạng là hình khối rất là chắc chắn và những cái đường cong nhẹ nhàng ở cái phần góc như thế này sẽ tạo cho sản phẩm một cái sự kết hợp rất là độc đáo và giúp sản phẩm trở nên là bắt mắt và thu hút hơn khi các bạn đặt vòi ở trong nhà bếp. Nơi đầu vòi sẽ được Maloka trang bị một cái lưới lọc có tác dụng là chống được những hạt có kích thước lớn theo nguồn nước đi ra ngoài để đảm bảo nguồn nước của các bạn sử dụng được sạch sẽ và an toàn hơn. Ngoài ra thì cái lưới lọc này còn có tác dụng là tạo bọt và chống văng nước ra ngoài thành bồn. Nên trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ im ái và an toàn của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Thân vòi thì được thiết kế cho mình một cảm giác cầm rất là chắc chắn, thoải mái. Nó không có phải là dạng vuông nhưng mà được thiết kế vát cạnh ở những đường góc như thế này để cho chúng ta cầm nó sẽ thoải mái và êm tay hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì để đồng bộ với thiết kế của sản phẩm là cái phần cần gạt của vòi được thiết kế theo dạng mảnh nè, dẹt và có cái phần thanh trên rất là cao cũng như là một cái đường nối ở giữa theo hình tròn rất là thuận tiện để các bạn có thể di chuyển sang phải sang trái để chúng ta có thể lấy nước ở nhiều tư thế khác nhau cũng như là điều chỉnh cái nguồn nước nóng lạnh để phù hợp cho nhu cầu rửa chén hàng ngày. Với việc được hoàn thiện từ chất liệu và đồng thau mạ chrome sáng bóng cũng như là được trang bị hai nguồn nước nóng lạnh, cơ chế của vòi xoay 360 độ như thế này thì vòi Maloka K79C chắc chắn sẽ mang lại một sự thuận tiện rất là nhiều trong quá trình sử dụng cũng như là giúp gian bếp của nhà bạn sẽ nổi bật hơn rất nhiều. Nếu như yêu thích sản phẩm thì các bạn hãy đến ngay các showroom của Epson để được trải nghiệm và mua hàng trực tiếp, hoặc các bạn có thể truy cập vào website là www.epson.com để biết thêm thông tin về sản phẩm, hoặc các bạn có thể liên hệ với hotline 1800 6775 để được nhân viên Epson tư vấn kỹ hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.